Chào các em. Để chuẩn bị cho bài kiểm tra định kỳ giữa học kỳ 2 môn giáo dục địa phương 7, cô có một số yêu cầu như sau. Về nội dung ôn tập, các em sẽ ôn tập chủ đề 5, Tài nguyên thiên nhiên thành phố Hồ Chí Minh. Về hình thức, bài thực hành làm tại lớp, sản phẩm cá nhân trong thời gian là 45 phút. Ở những tiết học trước thì chúng ta đã tìm hiểu xong nội dung của chủ đề 5, Tài nguyên thiên nhiên thành phố Hồ Chí Minh. Thì chủ đề 5 này sẽ gồm có 4 nội dung, đây cũng chính là 4 loại tài nguyên chủ yếu ở thành phố Hồ Chí Minh. Ở phần 1 là tài nguyên đất, phần 2 là tài nguyên nước, phần 3 là tài nguyên rừng, phần 4 là tài nguyên khoáng sản. Thì ở trong mỗi loại tài nguyên thì sẽ bao gồm có 2 phần, đó là đặc điểm của tài nguyên và các biện pháp bảo vệ và sử dụng hợp lý tài nguyên. Để chuẩn bị cho bài kiểm tra giữa học kỳ 2 thì các em sẽ đọc lại 4 nội dung này trong tài liệu. Sau đó thì sẽ khái quát nội dung dưới dạng là sơ đồ tư duy. Trên màn hình là đây là một dạng sơ đồ tư duy mà cô gợi ý. Các em có thể khái quát nội dung các nội dung này dưới dạng sơ đồ tư duy bằng nhiều sơ đồ tư duy khác. Nội dung tiếp theo là viết khẩu hiệu tuyên truyền để hưởng ứng chiến dịch giờ trái đất năm 2024. Ở giờ trái đất là sự kiện quốc tế diễn ra hàng năm do Tổ chức Quốc tế về Bảo tồn Thiên nhiên khởi xướng từ năm 2007. Ở chiến dịch này thì kêu gọi các hộ gia đình và các cơ sở kinh doanh tắt đèn điện và các thiết bị điện không ảnh hưởng lớn đến sinh hoạt trong vòng 60 phút. Từ 20:30 đến 21:30 theo giờ địa phương vào ngày thứ bảy cuối cùng của tháng 3 hàng năm. Giờ trái đất thì khuyến khích một cộng đồng toàn cầu liên kết với nhau để chia sẻ những cơ hội và thách thức của việc tạo ra một thế giới phát triển bền vững. Chiến dịch giờ trái đất đã góp phần không nhỏ vào việc tiết kiệm điện năng, giảm thiểu phát thải, giảm hiệu ứng nhà kính, chống biến đổi khí hậu. Và Việt Nam mình thì cũng tham gia vào chiến dịch này. Ở trên màn hình là một số gợi ý về khẩu hiệu tuyên truyền. Trên đây là một số hướng dẫn để chuẩn bị cho bài kiểm tra giữa học kỳ 2 môn giáo dục địa phương 7. Chúc các em ôn tập tốt, làm bài đạt kết quả cao.